Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam đây ạ. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 2, 2023 rồi, cũng nhân dịp đầu tháng, Nam xin kính chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và làm ăn phát tài. Thì tiếp tục video ngày hôm nay, Nam sẽ lên sóng cho anh chị chiếc xe Quay Thái 2022 màu trắng đỏ và cập nhật luôn giá bán của chiếc xe này để cho anh chị nào quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Drop it. Rồi thì hiện tại trước cái màn hình của anh chị đây chính là mẫu xe Quay 125i nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và xe đang mang nước sơn màu trắng đỏ nha anh chị. Xe này còn có một cái tên gọi khác quen thuộc hơn, đó chính là Quay Thái. Lưu ý là cái mẫu anh chị đang xem trên màn hình là mẫu 2022 nha anh chị. Thì kể từ khi cái mẫu Quay Thái 2023 ra mắt tới nay anh chị, có rất là nhiều anh chị khách hàng quay ngược lại tìm kiếm cái mẫu 2022 này. Và cái mẫu 2022 này đã ngưng sản xuất mới rồi nha anh chị. Những chiếc xe này có thể gọi là hàng tồn kho rồi đó. Thì riêng về ý kiến cá nhân của Nam á, thì Nam vẫn ưng ý cái mẫu 2022 này hơn. Nếu được lựa chọn giữa mẫu 22 với 23 thì Nam vẫn chọn mẫu 22 này. Cái đó thì ý kiến và sở thích cá nhân của mỗi người mẫu khác nha anh chị. Người thích mẫu này, người thích mẫu kia. Còn nếu là anh chị sẽ lựa chọn mẫu nào trong hai mẫu này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới ha. Thì nó thật sự mà nói thì chiếc xe này chỉ dành cho những anh chị nào đam mê, thật sự đam mê xe này thì mới chơi được thôi. Tại vì mỗi lần mà nghe cái giá này, giá của chiếc xe này anh chị có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Ví dụ như là mua chiếc xe này chi, mua chiếc xe này để mua hai chiếc phụ chờ, ba chiếc phụ chờ chạy thì thôi, biết chừng nào mà hư. Cũng có ý kiến cho rằng trời ơi xe này xe nhập khẩu chạy bền lắm, chạy không có thấy hư luôn, vân vân. Thì mỗi người một sở thích, mỗi người một đam mê anh chị, không ai giống ai hết. Nhưng Nam muốn chia sẻ với anh chị là tiền là của mình, quyền quyết định nằm trong tay của mình. Tất cả những thông tin chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh chị. Và thông tin trong video của Nam cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Nam cung cấp thông tin để cho anh chị có được có một sự lựa chọn hoàn hảo hơn, ưng ý hơn thôi. Và Nam luôn chúc cho tất cả các anh chị có được một sự lựa chọn thật ưng ý nhất khi quyết định xuống tiền mua bất kỳ một chiếc xe nào nha anh chị. Rồi, thì Nam sẽ cập nhật con giá bán của chiếc xe này đi để cho anh chị dễ tham khảo hơn. Thì hôm nay là ngày 1 tây tháng 2 2023 rồi, thì hiện tại chiếc xe Quay Thái màu trắng đỏ mẫu 2022 này anh chị đang xem trên màn hình đó, bên Nam đang bán ra với mức giá là 86 triệu 900 ngàn nha anh chị. 86 triệu 900 ngàn, giá xe đã bao gồm VAT rồi, hồ sơ hải quan cầm tay ha. Anh chị đăng ký ở khu vực nào thì chúng ta về đóng thêm thuế trước bạ và phí biển số thì sẽ ra lăn bánh hoàn chỉnh nha anh chị, ra cà vẹt biển số luôn ha. Đó. Giá xe 86 triệu 900 ngàn chỉ là hồ sơ hải quan thôi, chưa có thuế nha trước bạ nha anh chị, nhưng mà đã bao gồm thuế VAT rồi ha. Nghe giá chắc có nhiều anh chị hết hồn và sẽ có nhiều ý kiến comment trái chiều tiếp đây. Rồi, xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nghe anh chị. Đó. Thì cơ bản thì giống hệt với cái mẫu Future 2022 luôn, không có gì khác biệt hết, chỉ khác một vài điểm nhỏ thôi, ví dụ như cổ bô nè. Đó, hoặc là mặt nạ phía trước thì có hai lỗ bắt ốc nè. Đó. Nam đã có review một cái vài clip về chiếc xe Quay Thái mẫu 2023 rồi. Anh chị nào chưa tham khảo thì có thể vào kênh của Nam để tham khảo thêm ha. Và đánh giá xem giữa cái mẫu 22 này với mẫu 23 anh chị thấy ưng mẫu nào hơn. Hiện tại thì xe này bên em cũng có hỗ trợ bán trả góp luôn nha anh chị. Thủ tục thì cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước thôi, một trong hai, nhưng mà với điều kiện là bản gốc mới được nha anh chị. Photo cũng không được, công chứng cũng không được nha. Bản gốc bên em là hồ sơ xong rồi gửi trả lại anh chị. Thì với chiếc xe này anh chị trả trước ít nhất khoảng 20 triệu đi. 20 triệu là có thể lên hồ sơ được ha. Nhưng mà anh chị nào có kinh tế tốt hơn thì chúng ta có thể trả cao hơn, thì cái khung góp hàng tháng nó sẽ nhẹ hơn và khung góp bên em linh hoạt từ 6 từ 9 tháng chứ. Từ 9 tháng tới 24 tháng nha anh chị. Chi tiết thì anh chị liên hệ số điện thoại bên trên màn hình, bên em sẽ có nhân viên chủ động liên hệ lại tư vấn cho anh chị một cách cụ thể và chi tiết hơn ha. Và anh chị nào có nhu cầu về chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại bên trên màn hình, gặp trực tiếp các bạn nhân viên tư vấn bán hàng sẽ báo giá chính xác tại thời điểm anh chị muốn mua, xem giá cả nó có thay đổi gì không nha. Tại vì giá xe nó theo thời điểm chứ không cố định anh chị. Anh chị lưu ý giúp Nam ha. Có rất là nhiều anh chị xem video rồi, ủa sao báo giá trên video giá vậy mà giờ mua giá khác. Thứ nhất là giá xe nó dao động tùy theo từng thời điểm, nó không cố định. Cái thứ hai là giá xe trên này nó chưa bao gồm cái phí lăn bánh anh chị, nghĩa là chưa bao gồm cái thuế trước bạ và phí biển số đó. Chính vì thế mà anh chị đăng ký hộ khẩu ở đâu mà thì mới ra cái mức phí lăn bánh hoàn chỉnh nha anh chị. Màu trắng đỏ là một trong những màu đặc trưng của Quay Thái anh chị, màu trắng đỏ với lại màu xanh da trời, hai màu đặc trưng của Quay Thái luôn. Và màu trắng này nếu mà chơi về hệ phong thủy thì rất là hợp với anh chị nào có phong thủy là mệnh kim ha. Mệnh kim. Nam cũng mệnh kim bởi vì Nam cũng rất là thích xe màu trắng. Cứ nhìn thấy trắng đỏ là biết Quay Thái rồi.
nhưng mà phải xem kỹ, tại vì có nhiều anh chị mua phu trời trắng á, về độ lên trắng đỏ lắm. Nhưng mà cũng có cách để chúng ta nhận biết ha, thì anh chị nào có cách nhận biết hay á, thì có thể chia sẻ vào trong cái video này ha, để cho mọi người cùng tham khảo. Rồi, đó là tất cả thông tin về chiếc xe quay Thái mẫu 2022 màu trắng đỏ này ha. Anh chị nào quan tâm chiếc xe này á, thì nhấc máy liên hệ số điện thoại bên trên màn hình nha anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu để theo dõi video của Nam. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới ha. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục thông tin mới nhất về những dòng xe mới để cho anh chị tham khảo ha, cũng như về giá xe và chương trình trả góp. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.